Caritas Quốc tế, hoạt động hôm nay vì một tương lai tốt đẹp hơn. Roma, Caritas Quốc tế phát động chiến dịch toàn cầu. Cùng nhau, chúng ta hoạt động hôm nay vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là một trong những hoạt động mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Tổ chức Bác ái Quốc tế và sẽ kéo dài trong 3 năm theo tinh thần hai thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti. Tại đại hội mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas Quốc tế, hôm thứ Hai, ngày 13 tháng 12, Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Roma, ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas Quốc tế cho biết, chiến dịch sẽ được thực hiện trong 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu nhằm nâng cao nhận thức về tương quan giữa suy thoái môi trường và nghèo đói, gạt ra bên lề và bất bình đẳng trong xã hội. Giai đoạn thứ hai tập trung vào việc làm cho các chính phủ, các quốc gia và các tổ chức quốc tế nghe tiếng kêu của người nghèo. Và giai đoạn thứ ba, giai đoạn cuối, chuyển từ nhận thức sang hành động được tiếp nối vào năm 2024. Chiến dịch này dựa trên nền tảng vững chắc đã kéo dài 70 năm. Tổng thư ký tái khẳng định và nhắc lại Caritas Quốc tế được Đức Giáo hoàng Pio XII thành lập năm 1951 nhằm điều hợp các hoạt động bác ái, đáp ứng những nhu cầu nhân đạo phát sinh vào cuối Thế chiến thứ hai. Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, Chủ tịch Caritas Quốc tế nhận định rằng 70 năm qua, Caritas đã chứng kiến những đau khổ và suy thoái do nghèo đói và do thái độ thờ ơ bất công gây ra. Nhưng Caritas cũng đã làm chứng cho sức mạnh của sự quan tâm, hiệp thông và lòng nhân ái. Đức Hồng Y khẳng định Caritas là trung tâm của giáo hội, thế giới và người nghèo. Trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã có những lời chúc mừng đến Caritas Quốc tế. Ngài nói, trên toàn thế giới, Caritas là bàn tay yêu thương của giáo hội đối với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, trong đó Chúa Kitô hiện diện. Tôi mời gọi anh chị em hãy tiếp tục các hoạt động phục vụ trong khiêm tốn và sáng tạo để đi tới những người bị gạt ra ngoài lề nhiều nhất và giúp phát triển toàn diện như thuốc giải chống lại nền văn hóa vứt bỏ và dửng dưng. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích chiến dịch toàn cầu của Caritas, một chiến dịch dựa trên sức mạnh của các cộng đoàn trong việc thăng tiến, việc chăm sóc thiên nhiên và những người nghèo. Theo Đức Thánh Cha, những vết thương gây ra cho căn nhà chung của chúng ta có những hậu quả thê thảm trên những người rốt cùng, nhưng các cộng đoàn có thể góp phần vào sự hoán cải mưu sinh cần thiết. Vì thế, Ngài mời gọi mọi người tham gia chiến dịch của Caritas Quốc tế để hoạt động của tổ chức được nhẹ nhàng và mau lẹ hơn.